nhiều anh em đang đi rừng á, cần file tiếng của cái con trong màn hình anh em gọi là con cọ nhãn, một số nơi còn gọi là con gà so ngọc gu anh em. Cái con này nè, đó anh em nhìn trên màn hình đó, cái con trong clip nè anh em. Thì anh em nào cần file gốc này á thì liên hệ số điện thoại của đoàn trên màn hình. Đây là file tiếng của con nhãn hay còn gọi là gà so núi hoặc là con gà ngọc gu anh em. Gà so ngọc gu anh em cứ coi đúng con này nè, là con nhãn nè anh em. Thì đây là cái file chuẩn nha anh em, cũng chèn bài nhạc vô để giữ lại bản quyền, nhưng mà anh em lấy thì đoàn sẽ đưa anh em bản gốc, là không bị chèn nhạc nha. Còn cảm ơn anh em rất